Quý vị và các bạn thân mến, trong cái buổi chia sẻ hôm nay của nhóm tự doanh chứng khoán thì chúng tôi có nhận được một số cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn về một cái chủ đề rất là hay. Đó chính là trên thị trường thì có lan truyền rất nhiều những cái câu gọi là câu thành ngữ trên thị trường rất là hay, rất là đặc biệt. Và đặc biệt trong số những câu thành ngữ đó thì có một cái câu thành ngữ liên quan tới cái xu hướng của thị trường hiện tại, đó chính là xu hướng gấu hay còn gọi là xu hướng downtrend. Thì cái câu thành ngữ này đại loại đại ý là downtrend như thế nào hoặc là suy giảm như thế nào thì mới làm cho gọi là những cao thủ câm nín. Thì trong một cái bài phân tích gần đây của một số anh chị em và các bạn trên mạng thì có nói về câu chuyện là phải là downtrend chung và dài hạn thì mới làm cho cao thủ câm nín. Thì như vậy chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề này và sẽ phân tích rõ cho anh chị em và các bạn sẽ hiểu tại sao chỉ downtrend trung hạn và dài hạn thì mới có thể làm cho các cao thủ câm nín được. Thì thưa với anh chị em và các bạn là trên thị trường chứng khoán cũng giống bất kỳ một cái thị trường nào khác, trong cái hoạt động kinh doanh thì chúng ta đều có những người rất rất giỏi trên thị trường, luôn kiếm được mức lợi nhuận cao trên thị trường và được gọi là những cao thủ. Thì trên thị trường được phân loại làm 4 loại cao thủ. Có một cái dòng cao thủ là rất rất chỉ là ít nói kiệm lời, thì đó là gọi được xếp hạng A. Cái dòng cao thủ thứ hai thì họ cũng không nói nhiều, nhưng mà vì tính chất công việc của họ là tư vấn hoặc là làm cái công tác quản lý các danh mục của các quỹ, nên họ phải làm việc thường xuyên. Và cái chuyện mà họ có thời gian rảnh để giao tiếp, để chia sẻ, để phát biểu trên các báo chí là rất ít. Cái dòng cao thủ thứ ba là cao thủ nửa mùa, tức là cũng có thể là may mắn kiếm lời được một ít trong những lúc thị trường gọi là uptrend, và có một cái tài sản nhất định nào đó nó được cũng gọi là khá khá và tự phong cho mình làm cao thủ trên thị trường. Và một cái dòng cuối cùng nữa đó là cái dòng gọi là ảo tưởng về sức mạnh, tức là còn khá trẻ, thời gian trải nghiệm trên thị trường rất ít, số tiền đầu tư không nhiều, cũng có gọi là một chút ít gọi là kinh nghiệm mua bán ngắn hạn và cũng có chút ít về kiến thức tài chính, cũng cho rằng là sức mạnh của mình có thể nâng được cả bầu trời và coi đó mình cũng là cao thủ. Thì trong tất cả các cái cao thủ này, trong tất cả bốn cái loại này, thì trong một cái xu hướng mà giảm điểm, trong một cái xu hướng giảm điểm ngắn hạn tính theo tuần hoặc tính theo tháng, thì cả bốn cái dòng cao thủ này họ đều tức là gọi là gần như là không đủ cái khả năng để tiêu diệt hoặc là làm cho các cái cao thủ này câm nín. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ bàn với anh chị em và các bạn và phân tích từng dòng, từng loại, từng cái thị trường và tại sao thị trường lại có thể làm cho các cao thủ này câm nín hoàn toàn. Vâng, để chúng tôi chuẩn bị một chút cái dữ liệu liên quan. Thì để nói về cái cao thủ đầu tiên, cái dòng cao thủ đầu tiên, tức là chúng ta nói ngay đến cái dòng cao thủ hạng A. Cái dòng cao thủ hạng A thì họ là những người rất nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Họ đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm của những cái giai đoạn, tối thiểu là họ cũng phải trải qua thị trường từ 8 đến 10 năm. Đã trải qua những cái giai đoạn mất tiền, downtrend, cũng kinh nghiệm thực tế, và đặc biệt là họ có tuổi đời cũng khá là lớn. Cộng với việc là họ có một cái giá trị tài sản cao, gần như không có làm nghề tài chính, tức là không có làm nghề dịch vụ, mà họ chỉ tham gia đầu tư, tức là có cái khoản tiền đúng như là một người đầu tư chuyên nghiệp. Và những người này thì rất ít kiệm lời, rất kiệm lời. Trong những lúc thị trường uptrend thì họ cũng chỉ gọi là lâu lâu thì nếu thực sự tìm kiếm một số nguồn thông tin hoặc là qua các cái mối quan hệ bạn bè hoặc là các cái tổ chức hoặc là những người mà chuyên trong cái lĩnh vực này thì mới nghe nói tới họ và họ vài cái phát biểu của họ. Và khi mà họ đã kiệm lời như vậy trong cái lúc thị trường kiếm ăn được, thì đến khi mà cái thị trường khó kiếm ăn hơn, rất khó kiếm ăn, thì thường là những người này họ sẽ mai danh ẩn tích luôn, tức là gần như là không còn xuất hiện trên thị trường. Và anh chị và các bạn có thể cố gắng tìm kiếm họ hay là tìm xem họ có như một cái bài viết dưới cái nickname nào không, thì gần như không có, và họ rời bỏ thị trường một cách gọi là dứt khoát và không hề xuất hiện cho tới khi
mà họ có những cái tính toán là có thể kiếm lại được lợi nhuận, thì đó là cái dòng cao thủ kiệm lời, là cao thủ này là cao thủ số 1. Và đặc biệt các cao thủ này thì thực sự là không hẳn là họ rút hoàn toàn tiền ra khỏi thị trường, họ vẫn có những cổ phiếu, gọi là những cổ phiếu nó gọi là dòng những cái cổ phiếu phòng thủ mà họ đã mua được với cái mức giá rất rất thấp từ nhiều năm trước, là bởi vì họ già tuổi, họ có nhiều kinh nghiệm, họ đã từng tham gia thị trường từ rất sớm và có những cổ phiếu họ đã mua được từ rất sớm, từ lâu, cách đây cả hàng chục năm trước, và họ vẫn gần như là rất ít quan sát về mặt biến động giá, họ chỉ quan tâm đến những cái hoạt động của doanh nghiệp và thời điểm để chia trác cổ tức, thì họ kiếm lời từ cái góc độ tức là lấy cái phần tiền cổ tức trong cái thời gian mà downtrend. Do đó thì cái thị trường đi xuống thì không phải là vì họ thua lỗ mà họ câm nín, mà ở đây tức là họ chủ động câm nín. Đó là dòng cao thủ thứ nhất. Có một dòng cao thủ thứ hai mà được xếp là những chuyên gia tài chính rất là gọi là perfect, tức là họ rất là hoàn hảo, họ là những người có dữ liệu phân tích rất là tốt và cũng không kém gì so với một cái dòng cái cao thủ đầu tiên chúng ta vừa phân tích, nhưng mà họ lại tham gia vào lĩnh vực tài chính, lại là người quản lý quỹ, hoặc là họ là người mà có gọi là làm cái dịch vụ tài chính, họ làm giám đốc của quỹ hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị của một số doanh nghiệp dịch vụ tài chính. Do đó thì họ bị cái tương tác của thị trường, tức là cái phản hồi của thị trường buộc họ phải tham gia và phải phát biểu trên thị trường, phải phát biểu trên các báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng. Họ phải điều hành doanh nghiệp hoặc là quản trị các nhân viên dưới quyền. Do đó thì trong cái lúc mà thị trường, dù họ biết rằng là thị trường sẽ gặp vấn đề, nhưng cái lẽ đương nhiên là họ bắt buộc phải tham gia cái lĩnh vực này, và không có cách nào khác là họ luôn luôn phải duy trì một cái trạng thái cân bằng giữa chuyện là lợi ích của bản thân mình, lợi ích của bản thân mình và lợi ích của doanh nghiệp, nên họ buộc tham gia thị trường. Và chỉ khi mà khi thị trường bình thường, tức là hoàn toàn bình thường, giao dịch ví dụ như điều chỉnh ngắn hạn một vài tháng, một vài quý, thì cái những người này họ hoàn toàn gọi là bắt kịp với thị trường, và cái sự kiên nhẫn của họ là rất lớn. Do đó thì giao dịch mà thị trường chỉ trong một cái xu hướng đi lên nhưng mà có điều chỉnh, thì với những người này thì không bao giờ có thể làm cho họ cho họ gặp một vấn đề gì cả. Nhưng chỉ đến khi mà tôi lấy ví dụ như một số người là quản lý quỹ, là gần đây tôi có một video nói về các cái quỹ như là Peanut hoặc là Tundra, thì giai đoạn mà từ 1210 họ bán xuống tới 808 giai đoạn 1 họ rút vốn, có một bài báo và một cái video chúng tôi đã nói về chuyện này, thì giai đoạn đó họ chốt lời và bán đi khoảng tầm 40-50% danh mục, và họ còn giữ lại một phần danh mục bởi vì họ là người tham gia lĩnh vực này. Nhưng đến khi nào mà họ phải câm nín ở đây, tức là họ bị thua lỗ và họ tức là gặp những cái trục trặc về mặt tài chính, thì thưa với anh chị em và các bạn là cái điểm trung bình của thị trường, tức là gọi là cái điểm cân bằng của thị trường nằm ở khoảng tầm 808-900, thì họ vẫn còn là hòa vốn bởi vì họ có chi phí vốn ở tầm này. Nhưng nếu thị trường rớt sâu hơn vùng 808 thì đến thời điểm này nó sẽ tác động lên cái danh mục tổng thể của họ, và có thể nếu như một trong số những cái quỹ đó nhanh chóng thoát khỏi thị trường trước và có những dự báo chính xác về thị trường trong tương lai dài, chung và dài hạn, thì họ sẽ gần như là không chịu tác động. Nhưng phần lớn, kể cả các quỹ đầu tư lớn, kể cả các công ty chứng khoán có phòng tự doanh, và kể cả các quỹ đầu tư nhỏ của trong nước, thì đều gặp những cái rắc rối khi thị trường gọi là phá sâu hơn cái vùng cân bằng 808-900. Đó cũng là điều mà anh chị em và các bạn sẽ thấy, thị trường nó nằm ở cái đoạn 808-900 là nó ở cái trạng thái gọi là gần như là cân bằng tạm thời. Phá khỏi vùng này thì các cái cao thủ mà hàng đầu phân tích đang đại diện cho các quỹ đầu tư hoặc là đại diện cho các tổ chức lớn thì họ mới bị gặp trục trặc, và như vậy sau khi họ gặp trục trặc thì chắc chắn họ sẽ phải thoái ra, và khi thoái ra thì gần như là vì có thể là vì xấu hổ hay là có thể là vì không vui vẻ nào một chút nào về cái tình trạng như vậy, nên là họ cũng sẽ im lặng luôn, không phát biểu nữa. Còn ngay bây giờ thì thực tế là còn rất nhiều các cao thủ còn đang hot như chim hot trên các báo và các phương tiện thông tin đại chúng, thì chắc chắn rằng là cái dòng cao thủ thứ nhất thì là mới gọi là câm nín, là do họ chủ động. Dòng cao thủ thứ hai thì chưa hề câm nín, trên các báo như Đầu Tư Tài Chính, các cái trang web hoặc là các cái báo lớn đều dẫn nguồn một số chuyên gia này chuyên gia nọ còn đang phát biểu rất là hoành tráng về thị trường tài chính, thì lúc đó thì cái dòng cao thủ thứ hai họ
chưa hề gặp một cái rắc rối nào cả. Và cái dòng thứ ba đó là cái dòng mà gọi là cũng được gọi là có một chút kinh nghiệm, cũng được gọi là có những cái thành quả nhất định. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nếu xét trên bình diện thì thị trường suy giảm trong cái giai đoạn vừa qua thì chỉ cùng lắm là mới lấy đi cái phần gọi là phần thịt, tức là cái phần mà lợi nhuận của năm 2016, năm 2017 của những cái cao thủ này. Và họ vẫn còn vốn, thậm chí còn vẫn còn lời. Bởi vì cái giai đoạn trước đây thì thị trường đã tăng tới từ gọi là rất nhiều cổ phiếu kiếm được bằng lần. Do đó nên đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn còn duy trì được một cái mức lợi nhuận nhất định của nó gọi là hạt giống của những năm trước, và họ chưa bị ăn vào cái phần xương, tức là cái phần vốn gốc của họ ban đầu. Do đó thì vẫn còn rất nhiều những cái cao thủ hạng gọi là ABC, hạng C này còn đang rất chi là nhiều các status, nhiều các bình luận, rồi nhiều các cái vấn đề gọi là nói về thị trường, rồi bình luận chia sẻ này kia. Tôi lấy ví dụ như nhóm chúng tôi cũng thế, được gọi là cao thủ hạng C, có một chút kinh nghiệm một tí thì còn đang hot được, còn đang nói được, thì có nghĩa rằng là cái chi phí hòa vốn của cả một giai đoạn 2016-2018 thì họ vẫn còn lời và họ chưa cơm nít. Chỉ khi nào mà cái lỗ của thị trường tài chính nó tàn sát, tức là nó giảm sâu với cái xu hướng tính bằng tháng, tức là phải là xu hướng dài hạn, thì những cái cao thủ hạng C này sẽ hoàn toàn im bặt, là kim câm nín luôn hoàn toàn, là bởi vì họ lỗ tới phần xương của mình và thậm chí hoàn toàn mất vốn thì sẽ im bặt. Còn với một cái cao thủ cuối cùng nữa là cao thủ hạng D, cao thủ này thì im rất sớm, im ngay từ cái giai đoạn thứ đầu tiên luôn, bởi vì những cái cao thủ này là một trong số những anh chị em mới tham gia thị trường thôi, có ít kinh nghiệm, là phần lớn là các cái sinh viên ngành tài chính, hoặc là phần lớn là một số gọi là liều mạng trong cái giai đoạn uptrend trước đó, và có chút kinh nghiệm, có chút tiền bạc nhưng mà đầu tư thì rất ít, và có một cái tính chất là ảo tưởng về sức mạnh, nghĩa là khả năng là nếu cho tôi một cái đòn bẩy thì tôi có thể là nâng cả bầu trời đấy, đại loại thế. Và chỉ cần một cái giai đoạn giảm tới 25% như vừa rồi, và có một đặc điểm nữa là thị trường tài chính thì tôi phân tích thêm một tí để anh chị em và các bạn hiểu về là nó sẽ, mặc dù nếu tính từ tháng 4 đến giờ thì nó giảm có 25% thôi, nhưng thực tế cái chặng đường của nó dài hơn 25%. Lý do tại sao? Là bởi vì khi nó đi xuống thì nó không xuống liền, nó không xuống một cái 25%, mà nó xuống khoảng 10% nó lại hồi 5%, nó lại xuống thêm 15% nó lại hồi 5%. Và nếu như mà những cái gọi là cao thủ hạng A, hạng B, hạng A, hạng B thì những cao thủ này thì tôi không phải bàn thêm nữa. Còn cái dòng hạng C và hạng D thì thông thường là rất khó, bởi vì khi mà downtrend thì để xác định được cái vùng đáy và vào được cổ phiếu ở đáy thì cái tính rủi ro rất cao, bởi vì chỉ qua đáy thì mới biết đáy. Còn nếu anh nào lao vào trong cái lúc mà thanh khoản cao, có dấu hiệu có thanh khoản đột biến và có dấu hiệu của câu chuyện là sau một đợt suy giảm ngắn hạn là nhiều thì vào thì nó cũng có rủi ro. Thì phần lớn là nếu không chịu rủi ro thì sẽ vào sau một cái phiên tăng mạnh. Thì thông thường á, cái đợt hồi phục của nó thì rất hy hữu mới có thể đủ được cái thời gian tăng để mà kiếm được lời ngắn hạn. Và cứ như vậy thì họ cứ mỗi lần như vậy thì họ vào, tức là mặc dù thì nhìn ấy, thì trong có những lúc ấy, anh chị phải lưu tâm một điều này, phải lưu tâm là trong uptrend, tức là trong xu hướng thị trường tăng, vẫn rất nhiều những người vẫn lỗ, là bởi vì chuyên môn là mua đỉnh bán đáy, tức là khi thị trường sừng lên uptrend nhé, tôi đang nói là thị xu hướng đi lên đấy, là thị trường phóng lúc đó mà nó bắt đầu tăng thì không mua, nhưng mà khi nó tăng mạnh cái lao vào mua xong, cái vừa mua xong thì nó giảm thì lại đem ra bán xong thì nó lại tăng thì lại mua, là thị trường chứng khoán nó là như vậy. Đó là tôi đang nói uptrend. Còn downtrend á thì tôi đảm bảo với anh chị em và các bạn luôn, những cao thủ nửa mùa á thì là thông thường là cứ nó lao xuống thì đâu dám mua đâu, bởi vì đã là gọi là bán lính không đủ thì chờ nó xuống nó quay đầu lên. Nhưng nó vừa quay đầu lên được 1-2 phiên thì tưởng rằng nó đã tạo đáy hoàn toàn, lao vào ngay đúng cái gọi là cái đỉnh hồi ngắn hạn và tiếp tục giảm xuống. Thì cái chặng đường như vậy nó không giống như cái người mà gọi là thà người ta mua vào cổ phiếu sau đấy người ta bị lỗ mà người ta không bán không mua gì hết thì người ta chỉ lỗ 25% thôi. Nhưng cái cao thủ nửa mùa kiểu như đó thì cao thủ hạng D và cao thủ hạng C á, thì cái chặng lỗ của cái dòng này nó còn cao hơn. Tức là người ta bảo là cái gì á,
ngu dốt mà cộng với nhiệt tình á, thì thành phá hoại á. Tức là sao? Đã không rõ được vấn đề như thế nào mà càng giao dịch nhiều thì nó, tôi chưa kể đến phí và thuế, tôi đang kể đến câu chuyện là kỹ năng có thể bắt được đáy hay không á, thì sẽ kéo dài cái chặng đường suy giảm. Tức là suy giảm vèo cái thì tính từ trên xuống dưới là 25% đúng không? Nhưng mà đây á, nó cứ nhắc, nó xuống cái là nhắc lên cái, nó lại xuống là nhắc lên, thì cái chặng đường nó rất dài. Và chỉ cần là mới giảm có 25% trong vòng 8 tháng qua thì rất nhiều cao thủ đã câm nín. Nhưng tôi vẫn đặt ra câu hỏi là tại sao đến giờ thì rất nhiều vẫn chưa câm nín. Rất nhiều, rất là gọi là downtrend thì sẽ làm cho người ta câm nín. Nhưng đến giờ tại sao lại vẫn chưa câm nín? Là bởi vì chưa đến cái đoạn ăn vào xương. Nôm na tức là cái lời của năm 2016-17 vẫn còn và chưa bị mất vốn. Ok, vậy là chúng tôi đã dành ra ít phút trong buổi chiều ngày hôm nay để chia sẻ với anh chị em và các bạn, và mong rằng là anh chị em và các bạn hiểu được là một cái vấn đề gọi là nó là vấn nạn của thị trường chứng khoán, được đúc kết một câu rất là hay, đó là phải là đao chuyên dài hạn thì mới các cao thủ mới hoàn toàn câm nín. Vâng, để chúng ta xin chào, hẹn gặp lại.